Em xin chào cả nhà đã quay lại kênh Bác Sản Việt ngày nay. Lại nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước là được nhiều sức khỏe. Cái đó là được bình an bên gia đình và người thân nha. Và hôm nay gia chủ ký gửi bên em một căn nhà thuộc về thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Rất là đẹp nha. Rất là mới nha anh chị hiện tại căn nhà mình đã được hai phòng ngủ à, một phòng khách và một không gian bếp khá là rộng rãi nha anh chị và một nhà vệ sinh nữa anh chị đặc biệt căn nhà mình là full thuốc cư nha anh chị chủ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn mình rất yên tâm nha thì anh chị cô chú nào mà ít tiền á thì mình mua căn nhà này thì về mình khỏi sửa chữa nha anh chị nhà mình đang mới nha anh chị Đó, sạch sẽ chủ thì mới di chuyển đi ở khoảng là hơn tuần nay chị đó, cần bán gấp cái căn nhà này nên gửi bên em em gửi đến anh chị những sản phẩm này nếu mà anh chị thấy thích hợp á, thì liên hệ bên em trước ha thì em sẽ gọi chủ rồi về mình xem trực tiếp căn nhà và nói chuyện chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị rồi không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa mình xem căn nhà ngay bây giờ nha anh chị Trước màn hình mình anh chị di chuyển thẳng đường này á, là một km nữa sẽ đụng tới quốc lộ a nha anh chị. Đó, ra đó thì mình di chuyển đường đó về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, làm di chuyển chạy xe khoảng là một tiếng rưỡi là tới nha anh chị. Còn nếu mà anh chị có xe máy á, mình di chuyển về tới căn nhà mình đó là khoảng là hai tiếng đồng hồ nha. Căn nhà mình đó nằm vị trí đây á, là ở ấp 3, à, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Căn nhà mình đó là full thuốc cư nha, được là hai phòng ngủ nè. À, một phòng khách một không gian bếp khá là rộng rãi nha anh chị và một nhà vệ sinh à, căn nhà mình là nhà mới nha anh chị thì anh chị có nhu cầu mua căn nhà thì nhà này là dọn vô mình ở luôn không cần sửa chữa nha anh chị tại cái nhà mình quá đẹp anh chị không cần sửa chữa ha thì gia chủ ký gửi giá bán căn nhà mình đó anh chị là 780 triệu nha anh chị giá này còn thương lượng chính chủ nha thì từ vị trí đường này nè anh chị kia bằng đường tỉnh lộ 870B nha anh chị Em di chuyển vô khoảng là 200 m là tới vị trí căn nhà mình nha. Đó căn nhà mình đó thì là đường xe ô tô loại nhỏ anh chị là vô được tới căn nhà luôn nha. Còn xe bự quá là vô không tới nha anh chị. Là đường nó khoảng là 2 m rưỡi trở lại nha anh chị. Căn nhà này đó thì gia chủ gửi, gửi thông tin à, sổ và có đoạn video ngắn nha anh chị, gửi đến em, em dựng lại gửi đến anh chị và cô chú ha. Nên có cạp gầm hay là À, không sắc nét lắm nên anh chị và cô chú cũng thông cảm nha đây là cái đường di chuyển vô cái căn nhà mình đó anh chị nó di chuyển vô là khoảng là 200m thôi là tới vị trí căn nhà mình cần mua ha thì khu này đây nhà cửa rất là đông nha anh chị đây là thuộc về thành phố Mỹ Tho nha ở nhà sát sát không anh chị rất là đông ở đây thì có đèn đường luôn anh chị đó buổi tối thì rất là sáng nha nên anh chị rất là yên tâm không có buồn nha anh chị mà di chuyển ra tiện ích á, đây chợ gần nhất là chợ Trung An nha anh chị. đó ở đó thì di chuyển khoảng là 600 m thôi là tới chợ Trung An anh chị, rất là gần nha anh chị, không có xa ha. Đây là vị trí trước cửa căn nhà mình anh chị, đây chị không? rồi em đưa cái video chủ quay không có gõ nét lắm nên anh chị cũng thông cảm nha. đây là video của gia chủ quay trực tiếp và gửi đến em và cô chú sản phẩm này ha này là gia chủ quay máy đứng anh chị nên camera nó hơi nhỏ nha anh chị mà phần hình nó không được lớn nha anh chị cũng thông cảm nha anh chị tại vì chủ này cũng không có gần về quay chuyên về điện thoại anh chị nên không có quay rõ lắm ha nên anh chị cũng thông cảm dùm nha đây cái nhà mình anh chị ha rất là đẹp như anh chị nhà mình là ngói thái nha anh chị ốp gạch lên khoảng là một mét rưỡi ha rất là sạch sẽ nha anh chị đây thì gia chủ cũng thiết kế đèn à, rất là đẹp, đèn led anh chị. Rồi à, đi điện á, thì âm tường anh chị thấy không? Không gian nhà mình rất là đẹp nha. Đây là cái sổ hồng anh chị. Chủ gửi đến em em gửi đến chị xem nè. Đây là vị trí là ở ấp 3 nha, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Căn nhà mình đó là full thổ cư nha anh chị, ngang là 4 m, à, sâu vô là 15 m nha anh chị. À, nhà này à, full thổ cư luôn quá tuyệt vời anh chị ha về mình khỏi lên thú cư nha anh chị thì em xin nhắc lại à, diện tích cái tổng cái thửa căn nhà mình là 59 mét vuông nha là full thu cư đó. từ vị trí căn nhà mình đó thì di chuyển ra đường tỉnh lộ 870 b là chỉ có là 200 m thôi nha mà đường xe ô tô loại nhỏ anh chị ha là cung cấp á, thì vô tới nhà luôn còn xe bự quá là không vô được nha anh chị em nói thông tin à, chính xác để anh chị à, nắm rõ ha đây là những thông tin hình ảnh sổ à, và một đoạn video ngắn à, chủ gọi đến em nên không gõ nét máy nên anh chị và cô chú cũng tham cảm nha đây là bản trích lục nè đó, lúc trước là em đưa lên luôn cho anh chị thấy nó rõ hơn diện tích nè anh chị ha đó, đường mình là đường bê tông nha anh chị là đường hai mét rưỡi nha là ngang là 4m sâu vô là 15m ha rồi mình đi tham quan cái nhà xíu nha chị mình được hai phòng ngủ nha phòng thứ nhất đây là phòng thứ hai đó này chủ quay cũng hơi nhanh anh chị cô chú này cũng lớn tuổi rồi quay cũng hơi nhanh ha nên mình theo cũng không kẹp mấy nha anh chị không gian cái phòng cũng khá là rộng rãi đúng không chị rất là rộng ha đó thì à, tường anh chị em thấy rất là rõ ha thì ốp lên khoảng một mét rưỡi rất là sạch sẽ gạch này rất là sáng trong nhà mình anh chị ở trên thì gia chủ đóng à, à, la phong còn ở phòng khách đó anh chị thì là đóng thạch cao anh chị nãy chủ có quay lên chị xem đó là đóng thạch cao ha đây là nhà vệ sinh anh chị, đây không gian ở trên anh chị không, đây là phơi đồ ha, ánh sáng vô anh chị, nhà vệ sinh thì thiết kế cũng rất là rộng rãi rất là thông thoáng, đây là cái sàn nước anh chị ha, đây là vị trí trước căn nhà của gia chủ. À, bên bất sản Đức Việt em cũng nhận ký gửi à, mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền, à, đất công, giường hay nhà ở thì liên hệ bên em ha, thì bên em à, sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho quý đầu tư và anh chị ha thì trong mùa dịch này đó thì em không đi ra đường được anh chị không đi quay được nên cái này là chủ ký gửi bên em và nếu anh chị nào có đất giường hay nhà ở gì đó thì gửi bên em đoàn video để quay về cái nhà hay là mảnh giường và một số sổ và hình ảnh thì em dựng lời gửi đến cô chú và anh chị trong thời gian dịch này ha thì qua cái dịch đó, thì anh chị cô chú về xem được căn nhà thuộc thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ bên em ha thì em sẽ sắp xếp gọi chủ à, trực tiếp gặp để mình trao đổi cái giá cả hợp lý để mình mua về mình ở nha anh chị thì căn nhà mình anh chị em thấy rất là rõ đó chủ quay đó rất là đẹp dọn vô ở luôn đó, đúng anh không chị không cần sửa chữa gì hết ha mà khu này rất là đông dân cư mà đặc biệt là xe loại cung cấp loại nhỏ bốn chỗ là tới chỗ luôn nha anh chị ha đây vị trí nhà anh chị thấy không? Rất là đẹp nha anh chị, nhà mới nha anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Thì từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra đường nhựa chỉ đó là 200m thôi mà gần chợ đây là chợ trung an nha anh chị, chỉ có là di chuyển khoảng 600 đến 700m là tới chợ rồi. Anh chị về đây đi chợ rất thuận tiện đúng không? Ở đó thì có quy ban trường học thì con cái mình đi học cũng rất là gần nữa, anh chị thấy là Quá là tiện lợi đúng không chị? Vị trí đây là khá đẹp nha anh chị. Căn nhà mình là full thú cư nha anh chị. Là gia chủ ký gửi giá bán là 780 triệu nha anh chị. Giá này chủ còn thương lượng ha. Giấy tờ thì chủ nó là bao giấy tờ cho mình luôn. Nên anh chị cũng rất là yên tâm về giấy tờ ha. Thì căn nhà mình đó là full thổ cư nha. Được hai phòng ngủ. À, một không gian bếp khá là rộng nha anh chị. Và một phòng khách. Và một cái nhà vệ sinh phía sau. Nhà vệ sinh thiết kế rất là hợp lý nha anh chị. Nằm phía sau đó thì có không gian để phơi đồ. Đó, thì ở phòng khách thì cũng rất là rộng rãi còn cái phòng không gian bếp anh chị anh chị thấy không thiết kế thì khá là khá là rộng rãi để mình ngồi cái bàn đó mình ăn uống rất là tiện lợi anh chị ha rất là thông thoáng nữa thì em xin nhắc lại căn nhà mình giá bán là 780 triệu nha anh chị nằm ở ấp 3 xã Trung An thành phố Mỹ Tho nha anh chị căn nhà mình là full thổ cư luôn nha nên anh chị rất là yên tâm về cái mình về hỏi chuyển mục đích anh chị ha Đến đây em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm căn nhà thuộc thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ với em ha. Thì em sẽ hẹn chủ và gặp trực tiếp để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Giá chỉ có là 780 triệu nha anh chị. Căn nhà mình là full thổ cư nha. Mình về không cần lên thổ cư nha anh chị. Từ vị trí căn nhà mình á, di chuyển ra đường Phạm Hùng. Còn gọi là đường tỉnh Lộ 870B nha anh chị. Chỉ có là 200m anh chị. Rất là gần nha anh chị. Còn cách quốc lộ a chỉ có là 1 km thôi và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là mà chạy xe khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nha anh chị. Làm đi xe máy nha. Còn nếu mà đi xe ô tô á mà đi đường tốc á anh chị chỉ có là 1 tiếng rưỡi thôi là tới vị trí căn nhà mình cần xem nha anh chị. Thì cái giá là 7 chủ còn bớt nha anh chị. Chủ bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn nên mình rất là yên tâm nha anh chị. Và những video này à, thông tin hình ảnh à, chủ cung cấp bên em nên có gì giận lại, có gì sai sót anh chị và cô chú cũng thông cảm cho em nha. thì hết cái dịch này em sẽ đi quay được thì em sẽ quay cụ thể, chính xác và rõ nét hơn để cho anh chị xem nha anh chị. rồi à, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.